Thưa cả lớp, lại quay lại cái chủ đề nếp nhăn trên trán hay nếp nhăn trên gương mặt chúng ta, nghĩa là các vân vết trên gương mặt chúng ta. Hôm trước thì tôi làm về cái chủ đề đối với lớp ta ấy, là nét quý tướng nào thì là phục tê văn, rồi ngưỡng nguyệt văn, rồi thiên trụ văn. Đấy là những cái nét quý tướng. Thế thì cả lớp chúng ta lại đặt ra cái câu hỏi là nếu quý tướng thế thì hung tướng nó như thế nào, hay bại tướng nó ra làm sao? Thì hôm nay thì tôi lại bắt đầu kiến giải lại cùng với cả lớp liên quan đến cái nét hung tướng. Nếu như chúng ta xét câu chuyện của tam tài, thiên, nhân, địa. Thiên là nét trên cùng, cả lớp nhớ không ạ? Nó tượng trưng cho tuổi trẻ này, cho sự nghiệp này, hay liên quan đến cha mẹ, hay là sếp, hay là lãnh đạo của chúng ta. Còn đường thứ hai này là nhân văn, tượng trưng cho vợ chồng, tượng trưng cho anh em huynh đệ, tượng trưng cho chính chúng ta. Nếu như câu chuyện ở đây là chỉ có đường nhân văn, tôi che hai đường này đi ạ. Ví dụ như đây, chỉ có đường nhân văn này thôi. Đấy, nếu như mà mũi tốt, hai lưỡng quyền tốt, mà liên quan nhân văn ở đây nằm ở quan lộ cung, thì cái người này người tự lực cánh sinh. Cả lớp có hiểu không ạ? Tự lực cánh sinh là tự mình làm đấy ạ. Hoặc là liên quan cái tôi rất lớn, khó nhờ cha mẹ, rồi thì có thể mình làm lãnh đạo vì khó nhờ lãnh đạo mà. Hay liên quan đến cái địa văn này là liên quan đến nhân viên này, hay là cán sự này, đấy thì nó không được tốt. Còn việc là liên quan đến cán sự nhân viên nó không tốt, chúng ta cần phải xét là nô bộc cung nó nằm ở hai vị trí hóp má chúng ta này, đấy. Hay liên quan đến đường pháp lệnh, hoặc là liên quan đến địa khố, địa cát. Nếu như các vị trí này nó khuyên hãm thì rõ ràng là tự lực hành sinh, ông tự đi mà làm thôi. Vì là có nhờ nhân viên thì chỉ được mắt trước mắt sau thôi, là lại quay lại là nó làm hỏng. Và ý muốn nói trong công việc hợp tác kinh doanh mà người có cái nhân văn này không thôi, là người tự lực tự cường, thôi anh cứ tự trồng tự cấy tự sản tự tiêu thôi. Và nên đẩy mạnh cái tôi, cái ý chí quyết liệt. Và dễ ở đây là vợ chồng giúp đỡ nhau này, hay liên quan đến anh em, đây là liên quan đến huynh đệ cung này. Đấy, huynh đệ cung thì hai lông mày, nhưng ý muốn nói là nhân văn nó liên quan đến anh em, cho nên là nhờ được anh em. Còn ví dụ đối với nhân viên thì nó khó lắm. Rồi, đây tôi vẽ vào đây là ba đường này, thiên này, nhân này, địa. Và tương tự như thế, đây là bài tập cho cả lớp nhé. Nếu như chúng ta là chỉ có hai đường bên trên này là thiên và nhân, thì bị khuyết đi cái đường địa văn này. Tuổi trẻ tốt này, sự nghiệp tốt này, các bậc trưởng bối giúp đỡ này, bản thân vợ chồng tốt này, anh em tốt này. Và vì nó bị khuyết đi cái đường nhân văn này, ý liên quan đến hậu vận. Và chúng ta ở đây phải nhớ, nhớ gọi là năm lòng một câu là tích thiện phùng thiện, nghĩa là chúng ta làm việc thiện thì chúng ta sẽ gặp điều thiện. Và giống như chúng ta ở đây là làm các điều tốt này, tích phúc đức này, để giải quyết câu chuyện liên quan đến hậu vận nó kém. Đấy, đấy là liên quan đến đường nếp nhăn nhá. Nếu như người đấy mà cái nếp nhăn ở bên trên ở đường địa văn này không có, mà cái cằm nó vuông đầy đối với đàn ông và tròn đầy đối với là phụ nữ, thì được xét là tốt. Quý anh chị lưu ý nhé, đối với riêng cằm của đàn ông là vuông đầy, còn chị em phụ nữ là tròn đầy. Và tròn đầy của chị em phụ nữ là chúng ta đừng là bảo chị em đi làm cái cằm vê la nó nhọn hoắt đi, xong bơm một tí này nó nhọn nó tròn lên gọi là tốt đâu, mà nó còn đi theo tỷ lệ của cả gương mặt nữa. Nếu hai bên là trán này thượng đình này, hai bên lưỡng quyền này trung đình này, nó đầy ra mà cằm nó vát bé tí này, thì có bơm cục thịt vào đấy cũng không ăn thua, vì cái tỷ lệ nó bị phá, tam đình bị phá. Và liên quan đến chúng ta là thiên địa nhân mà đi kèm ở đây, quý anh chị phải lưu ý. Ví dụ như ở đây một đường thôi mà cắt vào đây không tốt, hay là tiếp theo liên quan đến cái phần nếp nhăn của chúng ta ở đây, nó bị cắt, nó bị gián đoạn. Nếu như mà nó liền vào đây nhá, thì là chữ vương nhá, nhưng không có cái nét này mà nó bị gián đoạn đây, thì người chủ là đa tư lự, nghĩa là nghĩ nhiều, buồn nhiều, sầu nhiều. Lý do cái đường là đường sự nghiệp này, thuộc về thiên tài, hay liên quan đến phụ mẫu cha mẹ này, hay liên quan đến vấn đề ở đây là các bậc trưởng bối này, là sếp của mình ấy, bị gián đoạn này, khó nhờ này, hay khó bền này. Và đây là liên quan bản thân chúng ta nó đứt đoạn, nghĩa là trong vấn đề là hôn nhân này, anh em này,
khó hỗ trợ nhau, và đi kèm đây là nhân viên này, con cái này, hậu vận này. Nếu như ba đường này bị đứt đoạn thì chúng ta phải hiểu rằng đây là người trong công việc sự nghiệp khó đạt được những cái nó theo ý muốn của mình. Đấy là cái mà nó khiến người ta là buồn chán, gọi là tính là đa tư lự là vì như thế. Tiếp theo nữa, điều này phải lưu ý với cả lớp chúng ta. Nếu như là ba đường như thế thì còn một đường thì sao? Đây, tôi ví dụ vẽ ăn tương đối này thôi. Nó nhăn, nó gấp khúc, nó một đường, nó dài như thế này. Ý của cổ nhân vẽ hình này nó giống như hình con rắn. Nó gọi là xà văn hay là xà hình. Ý là nó cuốn lượn này. Mà đặc biệt nó cắt ngang cái đường trán của chúng ta. Thì thưa tất cả quý anh chị, cái đường này cũng là một đường phá tướng. Nó tượng trưng cho trong công việc của chúng ta là khó có thành tựu, đặc biệt là vị trí này của chúng ta liên quan đến đường là cung quan lộ, mà nó bị gập ghềnh, nó cắt vào như thế, nó cắt dài ra. Và đây chúng ta cái gò dịch mã này, gò dịch mã này nghĩa là thiên di đấy ạ. Chúng ta đi làm ăn xa gặp khó khăn mà bị những cái đường văn này, nó xuống nó cắt, nó đâm vào, thì chúng ta làm ăn xa thì dễ là có những cái hung tai, ví dụ như là ốm đau bệnh tật, hay làm ăn xa thì khó được cái sự nhận được sự giúp đỡ của những người thân hay là anh em. Đấy là cái chúng ta tưởng tượng cũng dễ không ạ? Nếu như cái đường mà nếp nhăn nhá, trong trường hợp tôi vẽ là có ba đường thiên, đây tôi lại vẽ lại thiên này, nhân này, địa này. Nếu như mà nó ngắn theo tỷ lệ mà tôi vừa vẽ đây thì không sao, nhưng nếu chỉ có một đường kéo dài như này, nó cắt ngang cái trán của chúng ta cũng bị xét là xấu. Và cả lớp chúng ta phải lưu ý như này nữa, điều này là điều quan trọng nhất, tôi xin lỗi cả lớp trước, bởi vì là chúng ta cứ nhìn cái hình tướng, ví dụ như nếp nhăn ở đây, đây quý tướng, phú tướng, đây tam tài văn, hoặc là có một cái đường nó mờ chạy đây gọi là chữ vương. Nhưng chúng ta phải lưu ý, sau tuổi 30 mà có nếp nhăn thì được xem là tốt, còn nếu như trước 30 tuổi mà có nếp nhăn thì chủ vấn đề ưu phiền, và đây là được xét là không tốt. Đi kèm vào đấy nữa, nếu như chúng ta thấy tuổi trẻ, ví dụ như tôi là ngoài 40 rồi, cái đường mà pháp lệnh của tôi này nó hơi mờ. Thực ra nói cả lớp thông cảm là giả sử như ngày trước tôi đi công tác ở cơ quan ấy, tôi chỉ là nhân viên thôi, chứ nếu mà giả sử mà giao một cái vị trí trọng trách nó lớn lớn ấy, thì người dưới khó nghe, ngoài đường pháp lệnh này nó liên quan đến là sự nghiệp hay liên quan đến nhân viên của mình. Và quay lại chủ đề của chúng ta, nếu như người nào trước tuổi 30 cái đường pháp lệnh này mà nó nét hằn sâu thì chủ người rất là khó tính. Quý anh chị hiểu không ạ? Nó khó tính quá, thành ra là mới lấn át được, là gọi là tranh bá mới lấn át được quần hùng chứ. Hay liên quan trong công việc mình phải nghiêm khắc thì mới lại quản được nhân sự của mình chứ. Trước 30 tuổi mà anh có cái đường pháp lệnh này hay đường nếp nhăn này dài thì thường cả lớp nó lại là phá cách. Quý anh chị hiểu không? Nó là phá cách đấy. Là nếu xét về nếp nhăn, nó còn xét theo tuổi nữa nhé. Cái điều này tôi phải xin lỗi cả lớp trước, bởi vì là lý ra tôi phải nói ngay từ ban đầu đấy, nhưng mà bây giờ mới lại đưa ra là nói với cả lớp. Tiếp theo nữa, có một cái vị trí, ví dụ ở hai góc trán, bất kỳ tôi cứ vẽ ví dụ đây nó cắt chéo nhau, nếp nhăn đấy, vị trí này, hoặc là nốt ruồi đen hôn ám cũng tương tự như nếp nhăn, thì ở bên góc trán trái hay là góc trán bên phải này, nó gọi là giao xoa văn. Lấy ý nó là hai đường văn nó cắt vào nhau tại hai vị trí, một góc bên trái hai góc bên phải này, thì đều xét là không tốt. Nếu như xét thì tướng pháp, thưa với cả lớp, đấy là cái phần là đỉnh góc trán chúng ta đây, đây nó chính là hai cái phần là cái chỏm này đấy ạ. Cả lớp có định hình được chưa? Cả lớp định hình được đúng không ạ? Thì liên quan đến phần là cái đỉnh chóp bên trái này, nó gọi là nhật giác, nhật là mặt trời đấy, nó tượng trưng cho người cha. Và bên phải này gọi là nguyệt giác, nó tượng trưng cho người mẹ. Thì nếu như cái đường giao xoa văn nó cắt vào hai phần góc trán này thì dễ là nó cắt vào cung phụ mẫu. Nếu bên trái thì dễ là vấn đề sức khỏe của cha không tốt. Nếu bên phải là dễ là hình khắc mẹ mình. Đấy, cái này cả lớp chúng ta phải lưu ý nhé. Đấy, thế thì câu chuyện ở đây là
nếp nhăn nó cắt chéo trên cái phần trán này của chúng ta thì tượng trưng nó cắt ở đâu, tại cung vị nào thì nó xấu tại cung vị đấy. Và đây tôi ví dụ liên quan đến là nhật giác, nguyệt giác, cung cha, cung mẹ. Thế còn giả sử như nó cắt ở cái góc này, đây tôi vẽ bút đỏ cả lớp dễ định hình, cái góc trán là chúng ta này, góc này đấy. Nó gọi là thiên di hay dịch mã trong tướng pháp, trong tử vi là cung thiên di này, đối ngoại đi ra ngoài làm ăn xa này, cái việc cái tinh thần của chúng ta khi làm ăn với người bên ngoài có vui vẻ hay không chẳng hạn này, thì nếu tại vị trí hai cái góc trán này của chúng ta đấy, mà có nếp nhăn ví dụ như là cái đường văn chéo cắt này, thì là người đi làm ăn xa khó khăn, nếu cố đi xuất ngoại, cố đi ra nước ngoài làm ăn chẳng hạn thì dễ ốm đau bệnh tật, và nó dễ có những hung tai nó xảy đến chúng ta không lường trước được. Cái điều này chúng ta cần phải hiểu, chúng ta phải cùng đứng trên cái tiêu chí là về tướng pháp, chúng ta nhìn về tướng pháp, chứ không lại nhiều anh chị lại không có cái tiêu chí về tướng pháp, xong lại lên trên mạng mà tôi mà đăng bài học ở lớp chúng ta lên ấy, bảo là ôi cái nốt ruồi đấy thì nó là cái do da, liên quan gì đến cái vấn đề tướng pháp, liên quan gì đến hành vận. Thưa quý anh chị, nếu chúng ta đứng trên sở trường liên quan đến khoa học thì chúng ta phải đưa ra những cái tiêu chí khoa học. Ví dụ như ở đây là trên diện tướng của chúng ta, các bộ vị của chúng ta, nếu nó căng sáng, nó thể hiện người có khí lực. Ví dụ như trong tướng pháp, người đàn ông, cái lời nói chuẩn thì nó tượng trưng cho khí lực, nên đàn ông chủ khí. Còn đối với nữ nhân, liên quan đến máu, máu nó thể hiện là dưới da, da hồng, da sáng, da xám, da vàng, nó thể hiện ở câu chuyện là liên quan đến máu. Nếu chị em phụ nữ mà phần máu huyết không tốt thì dễ đi kèm thần thái không tốt, sức khỏe sinh sản không tốt và nhiều điều khác nữa. Ý tôi muốn nói là nó phải có sự logic. Còn nếu chúng ta không đứng trên tiêu chí khoa học, chẳng đứng lên cái tiêu chí gì, chúng ta cứ nghe vu vơ ấy. Nhiều người bảo ôi tôi mặc cái áo này giống tàu, giống tàu ạ. Cho nên là tất cả cái thứ các anh nói là tôi không tin. Mặc định chúng ta không đưa chúng ta vào một cái tiêu chí cùng một góc nhìn thì giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau. Còn nếu như quý anh chị tin về câu chuyện là gì, huyền học, nó là một bộ môn khoa học đã tồn tại hàng 5.000 năm nay rồi, và các cụ ngày trước chúng ta, các bậc vương gia, các bậc đế vương cũng nhìn về người, xét về dáng đi, xét về thanh tướng để các cụ chọn người, chứ không phải là à ôi rồi tôi thích anh nên tôi cho anh nên làm cái vị trí này, không phải. Cái đấy chúng ta phải gác lại. Tất nhiên thời nào cũng sẽ có những vị hôn quân, người ta trọng người này trọng người kia, hay gia đình chị, chúng ta gác hết lại. Bản chất khi chọn nhân tài đều phải có tiêu chí của tướng pháp. Cả lớp hiểu không ạ? Cho nên nếu như chúng ta không đứng cùng trên một hệ quy chiếu, chúng ta sẽ mãi mãi là cãi nhau vì nó như hai đường thẳng song song. Còn nếu chúng ta đã tin về tướng pháp, và tôi đang kiến giải cho cả lớp đây, thế còn câu chuyện nếu như nó không ở hai góc trán thì sao? Đấy, nó không ở hai góc trán thì sao? Đây là cái vấn đề chúng ta lại phải lưu ý. Nếu như xét về tướng pháp 13 bộ vị hay là thập tam bộ vị, nó xét từ trên đỉnh đầu này cho đến phần cằm, thì ở đây chúng ta có một cái gò, ở đây gọi là gò thiên trung. Thiên trung tượng trưng cho người cha, tượng trưng cho tuổi trẻ, tượng trưng cho sự nghiệp, tượng trưng cho với giống như là thiên mệnh. Nếu như tại thiên trung này mà có vị trí là vết cắt, vết nhăn thì đi kèm ở đây là tuổi trẻ vất vả, sự nghiệp khó khăn. Và dịch xuống bên dưới này nữa, dịch xuống bên dưới này nữa, đây gọi là phần là thiên đình. Lớp nhớ nhé, đây là thiên đình. Thiên đình, nếu thiên trung tượng trưng cho sự nghiệp, tượng trưng cho người cha, thì thiên đình này tượng trưng cho người mẹ, tượng trưng cho sự nghiệp công việc chúng ta ở đây, vì cái cung quan lộ chúng ta cũng nằm ở đây. Thế thì vấn đề đặt ra, nếu như có nốt ruồi, nếu như có vết nhăn cắt chéo, tôi đang gọi là dao xoa văn, các lớp nhớ nhá. Và tại vị trí này nó cũng cắt nữa thì tượng trưng cho là gì? Cũng liên quan đến cha mẹ, liên quan đến sự nghiệp, nó sẽ bị ảnh hưởng. Và có một cái ví dụ điển hình như thế này nữa. Đấy. Nhân vì câu chuyện thiên trung này thì tôi mới kiến giải cho cả lớp, những người đàn ông nào mà có phần tóc như thế này nhé. Tôi đã nói trong phần là tướng tóc rồi, nếu ai mà chưa xem có thể xem lại trên video tôi làm đã có rồi. Đây gọi là
phát tiêm xung ấn. Phát là tóc, tiêm là nhỏ. Xung ấn là gì? Ấn là cái ấn đường của chúng ta. Đây, ấn đường đây. Nếu như cái tóc nó nhọn này, nó có xu hướng là nó đâm về cái ấn đường này, gọi là phát tiêm xung ấn, hay còn gọi là mỹ nhân tiêm. Chúng ta thấy trong phim cổ trang của TVB cách cái thế hệ 8X, 7X này, thì có xem TVB ấy, là đàn ông đàn bà khi là làm cái tóc nó cong xuống, cái đầu nó có nhọn hắt này ra, tóc tai nó vút ngược lên đấy, có con đoạn nhỏ nhỏ này. Thì thưa mấy quý anh chị, nó một là tên gọi là phát tiêm xung ấn, hai là mỹ nhân tiêm. Ý muốn nói là cái vị trí này nó giống như vết nhọn, nó đâm về cái cung quan lộ của chúng ta nằm ở đây, hoặc nó đâm thẳng về ấn đường. Thì về mặt sự nghiệp, nếu như anh công tác về vấn đề là quản lý nhân sự hay là công tác nhà nước bây giờ đấy, anh ngày xưa là cầm quân ra trận chẳng hạn này, thì sự nghiệp khó hiển đạt, bởi vì nó giống như một cái mũi tên đâm vào ấn đường, đâm vào cung quan lộ thì nó phá cách. Chúng ta có hiểu không ạ? Và tương tự như vậy, nếu như không phải là phát tiêm xung ấn, không phải là mỹ nhân nhân tiêm, mà chỗ này là gì? Là nốt ruồi hay là dao xoa mi, thì cũng tương tự như phát tiêm xung ấn, vì nó phá thẳng vào thiên trung của chúng ta, nó phá thẳng vào gần vị trí quan lộ của chúng ta. Giống như chúng ta nói trong cuộc sống gọi là phúc đức, nếu đây liên quan đến thiên mệnh thì nó bị cản trở, giống như các cụ nhà ta phù trì cho con cái, nhưng mà dễ là mộ mảnh đất cát hay âm phần liên quan đến phong thủy âm trạch gì ạ, dễ là liên quan đến mộ mảnh nó có vấn đề, nên là sự nghiệp công việc các thứ nó sự khó khăn. Và thêm một chút xíu nữa, trên lông mày của chúng ta, nếu như bên trên này là nhật giác, nguyệt giác tượng trưng cho cung cha cung mẹ, thì ở phần giữa lông mày và nhật giác nguyệt giác, tôi vẽ rộng lên một chút đây, và đánh dấu với cả lớp đây, thì cái vị trí ý này nó gọi là phúc đức cung, nghĩa là cái cung phúc đức đấy ạ, phúc ấm tổ tiên này. Và trong câu chuyện của hiện đại, phúc đức nó là gì? Phúc đức thì chúng ta phải hiểu giống như cái gen di truyền. Nếu như cung phúc đức tốt là chúng ta thừa hưởng những gen di truyền tốt của cha mẹ. Trong tử vi, nếu ai có cung phúc đức tốt là trong công việc, là khi đứng trước một lựa chọn khó khăn, anh phải đưa nhanh ra, nảy số nhanh ra là yes or no chẳng hạn, thì người đấy là đưa ra những cái lựa chọn rất là tốt. Đấy là câu chuyện phúc đức cung nhá. Chứ chúng ta đừng bảo ôi phúc đức là chỉ nhìn đến là phúc ấm nha tổ tiên hay phúc ấm của cha mẹ để lại. Nó chỉ là một phần của cổ nhân thôi. Còn trong câu chuyện tướng pháp và tử vi hiện đại thì nó thể hiện liên quan đến hệ tư duy của chúng ta đứng trước một vấn đề khó khăn. Cả lớp có hiểu không ạ? Rồi, thế nếu như mà câu chuyện là nó sáng bóng, nó cao đầy ra thì chúng ta không nói, ví dụ như là trán nó gồ đầy tròn ra này, chúng ta không cần phải nói. Thế nhưng trong câu chuyện là trán nó đã không được tốt lắm mà lại có dao xoa mi. Tôi xin lỗi, dao xoa văn. Là đường văn nó giống như hai vết cắt tại vị trí đấy, có nếp nhăn đây. Cung phúc đức bị phá thì dễ là hệ tư duy trong công việc của mình, khi đứng trước một vấn đề quan trọng, nghĩ rất kỹ, nghĩ thật lâu, nhưng khi chúng ta đưa ra quyết định thì là quyết định sai lầm. Đấy là câu chuyện liên quan đến là hôm nay nói với cả lớp là các đường nếp nhăn xấu trên gương mặt của chúng ta, đặc biệt liên quan đến phần trán, cũng tương tự như vậy. Cái này thì chúng ta học một thì phải luận ra 10, chứ nếu mà bảo bây giờ cái gì tôi cũng phải chỉ cho cả lớp từng tí một thì thực ra tôi thì dạy thì tôi phải chỉ thôi, thế nhưng mà chúng ta tự luận ra thì này hơi nóng. Nếu mà tôi mà nói cho cả lớp thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta mà tự lưu logic tư duy thì nhớ bài nó kỹ hơn. Tiếp theo, nếu như ở đây chúng ta liên quan đến lưỡng quyền, tả quyền hữu quyền, hay liên quan phần mũi này cũng tương tự như vậy, mà cứ có cái nếp nhăn nó chéo nhau này, nó cắt nhau này, tả long hữu hổ, hai bên tương trợ chúng ta mà bị những nếp nhăn nốt ruồi tại vị trí này cũng là phá cách. Tương tự như thế tại các vị trí khác liên quan đến là phần là cung điền trạch này, cung tử tức này, hay là liên quan đến địa cát này, hay là liên quan đến ở vị trí này là phu thê cung này, mà có nếp nhăn cắt chéo hay liên quan nốt rồi hôn ám thì bộ vị là gì? Liên quan đến cung vợ chồng mà có vị trí đấy là vợ chồng dễ xung khắc này,
Còn cái việc ly dị ly tán chúng ta bàn sau, đừng nghĩ cái việc là cứ có cái đấy là vợ chồng chia tay hay là hình phu khắc tử, nghĩa là khắc chồng khắc con, không phải. Nó dễ cái mối quan hệ nó không được tốt. Ở lớp chúng ta hiểu không ạ? Đấy, thì hôm nay là chúng ta là đi vào cái gọi là các đường nếp nhăn xấu trên gương mặt. Và tôi ví dụ đầu tiên là từ phần trán, sau tới là đến ấn đường hay liên quan lưỡng quyền và các bộ vị khác. Cái này chúng ta coi như là bài tập về nhà nhé. Chứ chúng ta đừng cứ cố gắng là trên lớp thì tôi nói cái gì ghi hết xong rồi về nhà rồi mai lại có cái vấn đề gì chúng ta lại phải hỏi lại ngay. Không biết thì chúng ta hỏi, nhưng mà tránh cái trường hợp nó giống như là một cái cỗ máy. Chúng ta không có một cái thói quen tạo cái gọi là tư duy phản biện này, hay là đặt cái câu hỏi này, logic này. Thưa cả lớp, tôi nói thật, tất cả những cái gì tôi chia sẻ với cả lớp chúng ta đây, thứ nhất là tôi chiêm nghiệm. Bởi vì làm sao, trong quá trình tư vấn cho khách hàng tôi gặp rất nhiều người, và tôi có một cái đây gọi là database của tôi ấy, là những người như thế này có xu hướng như thế này. Và quan trọng hơn là trong sách hay ngày trước tôi đi học thì các cụ cũng chỉ nói một phần thôi. Ví dụ như là cái nếp nhăn này, ba đường thẳng thế này đẹp lắm, tam tài thẳng song song, thì như thế là tốt. Thế nhưng trong cuộc sống chúng ta có phải lúc nào nó cũng ba đường thẳng song song đâu, mà đôi khi là cái đường gì thiên tài này nó lại cong lên một tí, và ngược lại là gì, cái đường địa văn này nó cong lên một tí. Thế thì chúng ta phải suy luận thế nào? Hay cả lớp có hiểu không ạ? Thì chúng ta phải dựa trên những lý thuyết tôi đã dạy cho cả lớp, giống như là cái tính tổ hợp trong một bài toán đấy. Chúng ta phải tính suy luận logic, chứ đừng là chúng ta cứ chăm chỉ một học một mà biết một thôi. Chúng ta cố gắng làm sao học một để suy luận ra thành 10. Đấy mới là cái công thức giúp cho quý anh chị trong các lớp tiếng Pháp chúng ta có thể là luận giải cho bản thân mình. Tôi nhắc lại là nhân bất độ hà nhân độ, nghĩa là mình không giúp được cho mình, đừng hy vọng những người xung quanh giúp cho mình. Còn bản thân tôi, thưa mấy quý anh chị, là đăng ký học trong lớp về mặt kiến thức có đến đâu thì tôi phải chia sẻ cho quý anh chị đến như vậy. Và tôi cũng có một cái tâm nguyện ở đây là gì, kiến thức thì có thể là lan tỏa được, chứ giấu thì không mang đi được đâu. Thôi bà tiền bạc mà cho con cho cháu. Thế nhưng mà bây giờ nói về kiến thức, con tôi chỉ thích cái môn toán lý hóa thôi, nó không thích mấy cái môn này, tôi chả nhồi vào đâu nó được. Đấy, cho nên là không như tài sản, mà bản thân tài sản liên quan đến tri thức chúng ta có thể tự bồi đắp, chúng ta có thể tự học. Tôi không dạy thì quý vị cũng có thể tự học được. Thế nhưng cái điều quan trọng, khi tôi đã đưa ra cho cả lớp chúng ta những công thức cơ bản, giống như ngày xưa chúng ta đi học là có công thức Pythagore rồi rất nhiều công thức khác nữa, ví dụ như vậy, thì cùng cái công thức đấy chúng ta có thể giải được nhiều bài toán. Và tôi đang đưa cho cả lớp chúng ta cái công thức căn bản nhất và có tính thực nghiệm. Và ngoài ra trong quá trình chúng ta là tư vấn cho khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải thiên biến vạn hóa, linh hoạt. Và để làm được điều đấy, nói vui là chúng ta phải tính số giờ bay nhá. Chúng ta như chị em trong lớp thì làm về thẩm mỹ này, gặp nhiều khách hàng này, thì chúng ta tư vấn này, chúng ta chiêm nghiệm này, chúng ta phải có quyển sổ, chúng ta nốt lại những điều đấy đúng sai, chúng ta chiêm nghiệm thêm. Không phải tất cả các cụ nói ở đây khoa học là gì, còn có cái sai số, chứ đừng nói về tướng Pháp 100%, 1.000 người vẫn có khoảng 5-10 người nó không đúng. Nhưng về cơ bản chúng ta phải cho mình một thói quen, một quyển sổ tay, một cái phần kinh nghiệm, và không gì bằng số giờ bay càng nhiều thì tích lũy được càng nhiều. Đấy là nói về phần nếp nhăn. Giờ chúng ta đến phần tiếp theo nhá.